Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Suy niệm vườn Giêsu. Ngài đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Trong khu vườn bí mật The Secret Garden, Bunnett viết về một khu vườn khóa kín suốt 10 năm, cho đến khi cô bé Mary tình cờ có được chìa khóa. Cô đã chăm sóc, hồi sinh nó với tình yêu. Khu vườn sống lại với sự đổi thay của những đứa bé khác. Cô Linh, một cậu bé eo uột, luôn nghĩ mình sắp chết. Đích Con, một cậu bé chỉ kết thân với động vật. Nhờ khu vườn, Mary không còn là một tiểu thư trái khuấy. Cô Linh và Đích Con tràn đầy hy vọng sẽ sống mãi. Khu vườn bừng sức sống bởi tình yêu cuộc sống của lũ trẻ. Kính thưa anh chị em, qua tin mừng Chúa Nhật hôm nay, một người câm điếc được Chúa Giêsu kéo riêng ra khỏi đám đông, đưa vào một khu vườn bí mật khác, vườn Giêsu. Ở đó, Ngài chữa anh, kéo riêng ra một chi tiết khá bất ngờ, đầy thú vị, giàu ý nghĩa và không ít thời sự. Tại sao Chúa Giêsu kéo riêng người câm điếc khỏi đám đông? Phải chăng Ngài muốn anh ở một mình với Ngài, muốn ngỏ riêng với anh một điều gì đó? Ngài đưa anh vào vườn bí mật Giêsu. Chính Ngài ở đó, Ngài chữa lành anh để tai anh nghe được lời Giêsu, miệng anh kêu được tên Giêsu, mắt anh thấy được ánh sáng Giêsu, và trái tim anh cảm nếm được lòng thương xót Giêsu. Có lẽ không ai trong chúng ta phải câm điếc thể lý, nhưng có lẽ không ít người trong chúng ta câm điếc thiêng liêng, câm điếc tinh thần. Vì thế, chúng ta trục trặc trong việc hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Nguyên nhân của những khiếm khuyết trong việc nói năng thường là hệ quả khuyết thật của việc lắng nghe. Điều này đúng cả về thể lý lẫn thiêng liêng. Hôm nay, trong khu vườn linh hồn mình, Chúa Giêsu không chỉ đặt tay vào tai, nhưng đặt tay Ngài vào tim mỗi người chúng ta để chữa lành. Ngài cầu xin Chúa Cha mở lòng chúng ta để chúng ta có thể đón nhận ân sủng Ngài, đồng thời mở ra với tấm lòng bác ái trước những nhu cầu của tha nhân, những người đang đau khổ cần trợ giúp. Bài đọc 2. Chúa Giêsu muốn mở ra chính trái tim của chúng ta mà Ngài là lương y Chúa Cha sai đến chữa lành. Mắt người mù sáng lên và tai người điếc mở ra. Bài đọc 1. Anh chị em thân mến, Ephphatha, hãy mở ra. Đức Phanxicô nói, Chúa Giêsu đã tiết lộ cho chúng ta bí mật của một phép lạ mà chúng ta cũng có thể noi theo để trở thành nhân vật chính của Ephphatha mà Ngài đã dùng để phục hồi khả năng nghe, nói cho người câm điếc. Điều đó có nghĩa là mở lòng mình ra với anh chị em đau khổ cần được giúp đỡ,
bằng cách tránh xa sự ích kỷ và cứng lòng. Chính trái tim, cốt lõi sâu thẳm của con người mà Chúa Giêsu đã đến để mở ra, để giải thoát, để làm cho chúng ta có khả năng sống trọn vẹn mối quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Ngài đã trở thành con người để con người bị tội lỗi làm cho điếc và câm lặng bên trong có thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của tình yêu ngỏ với trái tim mình. Và qua đó có thể học nói ngôn ngữ của tình yêu, biến nó thành những cử chỉ quảng đại và tự hiến. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày hay ít nữa mỗi tuần, con được Chúa dẫn vào vườn Giêsu khi tham dự thánh lễ hay những giờ cầu nguyện. Xin chữa lành hồn xác trí chi con. Amen.